Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại á, là em đang ở xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây á, có một cái vườn sầu riêng đang bán. Em quay cho anh chị mình xem nha. Thì cái vườn sầu riêng mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị á, là cái vườn ở bên này nè. Em giới thiệu về con đường trước nha. Con đường này thì em thấy khá là rộng luôn á. Bề ngang chắc là khoảng 4 mét á. Này là đường đường đan nha. Đường thông nha, và em thấy ở nhà xung quanh đây thì cũng khá là đông, không phải là sát sát nhau, nhưng mà nói chung là nhà thì cũng nói chung là cũng thuộc dạng là đông dân á. Anh chị nào mà muốn về nhà làm nhà vườn nghỉ dưỡng á, thì mình xem qua miếng này cũng được nha anh chị. Đường đan, đường công cộng, xe ô tô thì vô tới rồi ha. Ở ngoài trước đất của mình nó có một cái con sông rất là to luôn, đây anh chị xem nè. Đó, nhà cái mé bên kia nhà dân ở rất là đông ha. Bên kia thì hình như là mặt lầu nhựa á. Còn này là mặt sông nè, rất là đẹp. Em thấy ở đây thì nếu như mà em vô thì nói chung mà em không có gần cái khu này lắm, nhưng mà thấy thì vô thì nó cũng hơi xa và hơi sâu. Nhưng mà được cái là nhà em thấy là nhà tập trung vào hai cái con đường, một là cái con đường trước mặt mình nè, hai là cái con đường lộ nhựa bên kia. Thì em thấy là nhà ở trên hai cái con đường này thì nhà khá là đông. Rồi ở ngoài sau là ruộng nhiều. Có gì em sẽ mở cái định vị lên cho anh chị mình xem ha. Đó. Trước đất thì có đường điện, đường nước là đầy đủ hết nè. Đây còn cái miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là miếng đất này. Miếng đất này có diện tích đó là 6.200 m2. Như 602 á, chủ kêu giá là 350 triệu 1.000 m2 nha. Tính ra thì khoảng là 2 tỷ 170 triệu á. Giá cả thì còn thương lượng nha. Thì nói chung á là chủ đất thì người ta cũng không có biết là cái ranh giới chính xác là bao nhiêu nữa, thì em mới cầm cái thước á em đo, thì đo phỏng phỏng cho anh chị thôi. Thì em tính là bề ngang á là khoảng 34 mét á. Bề ngang á sẽ tính từ ở cái vị trí mà em đang đứng là ở ngay chỗ này nha. Đất mình á là nó xéo nó xéo theo cái con lỗ á, anh chị nhìn nè, một hàng đi vô bên trong nè, từ ở đây á đi qua bên chỗ mà cái bụi tre á anh chị, bề ngang qua khoảng 34 mét, bề dài á khoảng 182 mét nha. Thì cái đó là phỏng phỏng thôi, thì tổng diện tích đó là 6.200 mét vuông. Lúc mà anh chị mua thì mình sẽ đo đạc lại diện tích bao nhiêu thì tính tiền bao nhiêu nha. Bây giờ em sẽ đi ngang qua cái bề ngang cho anh chị mình xem thử. Đây cái bề ngang là em đang đứng là ở đây ha, đó hàng cây của mình á. Giờ em đi ngang qua. Ở đây em thấy là trồng được 4 lít sầu riêng nha. Trồng sầu riêng này là được 2 năm. Ở bên này là 1 nè, này là 2 nè, ở bên này là 3, rồi tới cái thứ 4 nữa. Nay anh chị có thấy được cái rãnh rãnh ở đây không? Cái rãnh rãnh ở đây là cái ranh giới nè. Thì đất của mình nó bề ngang nó sẽ tới cái khoảng ở đây nè. Cái ranh giới á. Đây đây là cái miếng đất trồng sầu riêng nha. Thì cái chiều dài khoảng 182 mét đó là sẽ dài tới gần gần mấy cái nóc nhà. Mấy nóc nhà đỏ đỏ ở ngoài xa xa á. Em sẽ đi xuống cái miếng giường cho anh chị mình xem thử. Do đất của mình nó là nằm gần cái con sông bự á, cho nên những cái miếng đất mà nằm gần sông á thì cái con đường người ta nhà nước làm á thì làm thêm giống như là làm một cái bờ đê luôn á. Vì vậy đất sẽ thấp hơn. Như anh chị nhìn cái con đường của mình nè, thì đất của mình ở dưới này.
Thì em xin nhắc lại nha, miếng đất này là ở xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì bán là 6.200 mét vuông, giá là 350 triệu 1.000 mét vuông. Đất thì trồng sầu riêng, em nghe nói là trồng được khoảng 2 năm rồi. Này, sầu riêng của mình nè. Đó. Này, sầu riêng nè. Bây giờ em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem thử nha. Bên kia nhà hàng xóm rồi đó. À, đất của mình nó là nằm theo hướng nam nha. Này, hướng nam á, đất mình nó hơi xéo xéo tí xíu. Thì anh chị nhìn nè, cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà em đang đứng á. Thì đối diện á là nó đối diện qua con đường gọi là đường Phú Nhuận, có một cái con sông nè. Đất của mình á là nó xéo theo cái mặt lộ nè. Em để ý thấy đất ở đây là nói chung là đất xéo không á. Đó, đất mà mình ở ngay chỗ này nha, thì nó sẽ dài xuống dưới này luôn. Sao kỳ vậy? Nè, nó dài tới cái ngôi nhà mà đỏ đỏ, cái nóc đỏ đỏ luôn đó anh chị. Đó, em sẽ phóng to lên tí xíu nữa nha. Này, đây là cái vị trí mà em đang đứng nè. Này, em phóng lên cho anh chị mình nhìn xem cái vị trí của em đang đứng ha. Thì nói chung là em thấy nếu như mà dọc theo cái con đường ở nhà xung quanh đi rất là đông luôn. Vậy là thuộc dạng đông rồi đó nha anh chị. Đó, nhà ở rất là đông. Mấy cái trắng 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 đó là nhà. Nhưng mà sau những cái ngôi nhà thì nó còn là đất trống rất là nhiều. Này, anh chị xem nè. Nói chung cái khu này á, em thấy á, là nhà tập trung trên những cái con đường á, thì nó nhiều. Nhưng mà ngoài sau những cái ngôi nhà á, thì thường là những cái đất trống không mà. Anh chị thấy này, xung quanh là toàn là đất không à. Đất nó còn là đất ruộng nhiều nha. Đó, em sẽ phóng to cái vị trí của mình lên nữa xem. Anh chị nhìn nè, cái tròn tròn màu xanh là cái vị trí em đang đứng ha. Thì cái chỗ mà mấy cái trái tim nhiều nhiều á là cái chỗ mà em hay quay đất cho anh chị á. Những cái chỗ mà em hay quay đất á thì nó gần ở thành phố Mỹ Tho hơn, còn cái này thì nó xa. Rồi nó về cách Sài Gòn cũng xa nè. Em sẽ tính đi ở đây đi chợ gần hôm trước cái nha. Rồi em thấy rồi, ở đây á, thì gần chợ Thạnh Lộc của Cây Lậy nha. Đó, gần chợ Thạnh Lộc của Cây Lậy. Ở đây đi qua thì em nghĩ là chắc khoảng tầm chừng 10 phút thôi. À, xung quanh thì em thấy là gần trường tiểu học nè, trường trung học nè. Em thấy là gần trường tiểu học với trường trung học, rồi gần ủy ban ở đây là gần ủy ban nhân dân của xã Mỹ Thành Bắc Cây Lậy nha. Ở đây là xã Mỹ Thành Bắc Cây Lậy. Ở đây thì đây nhà thờ. Nhà thờ thì chắc anh chị đi cũng khoảng 10 phút đó nha. Đó. Thì từ ở đây á, mà mình về tới thành phố Mỹ Tho á, là khoảng ở đây mà về thành phố Mỹ Tho là khoảng 1 tiếng 4 phút nha. Chạy xe là khoảng 42 cây số. Ở đây cách thành phố Mỹ Tho là 42 cây số nha.
còn cách bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á thì khoảng 86 cây số. Từ vị trí của em mà về tới bến xe miền Tây á là 86 cây số nha. Chạy xe là khoảng 2 tiếng 15 phút.